Hello, chào các bạn nha. Hiện tại mình đang có cái máy điện thoại là Vsmart Joy 3 các bạn. Cái máy này mình mua cũng tầm khoảng 5 máy rồi. Giờ nó đang có cái hiện tượng là nó bị bung cái nắp lưng các bạn. Này mình nghi là nó bị phù pin hay sao á. Thường thường những cái dòng mà điện thoại mình xài tầm khoảng từ 3 năm á, 3 năm đổ lên nó mới có hiện tượng bung cái nắp lưng. Mà cái máy này chỉ xài có hơn 5 là nó bung rồi. Dòng máy này nói chung là cái tình trạng chung của cái dòng máy Vsmart này các bạn, pin nó hơi dở hơi tệ. Giờ để mình tháo qua thử coi viên pin nó như thế nào. Nếu mà nó hư rồi thì mình sẽ mua một cái viên pin mới mình thay vô nha. Giờ hiện tại nó đang có mấy cái kẽ nứt nè các bạn, cái kẽ nó bị phù ra nè. Giờ để mình lấy cái vật nhỏ như cái dao, giấy gì mình lặn lặn từ từ ra nha. Để mình không có mấy cái thiết bị chuyên dụng các bạn, máy này thì cũng hết bảo hành rồi. Giờ tự mình sẽ khám phá rồi mình thay luôn nha. Đây là dòng máy Vsmart Joy 3 các bạn. Mấy dòng máy này nó hơi dở về cái phần pin đó các bạn, nhiều khi sạc nó cũng không có vô nữa. Hoặc là có khi nó báo pin 50% nó báo hoài vậy đó. Bây giờ mình sẽ tháo qua. Rồi các bạn, sau khi mình tách cái nắp lưng ra thì nó như thế này nè các bạn. Viên pin nó bị phù một góc nè. Ở đây thì nó còn dính lại cái sợi dây này, dây cảm biến vân tay ha. Đó các bạn, thông số viên pin của nó nè các bạn. Viên pin là viên pin 5000 nha. Mà chất lượng của nó không có được tốt các bạn, nó bị phù rồi. Cái máy này hiện tại giờ cái viền nó đang còn dính các bạn. Bây giờ mình sẽ tách cái viền nó ra nha. Mình mới thấy được cái mấy con ốc của nó. Cái máy này thực tế là các bạn khi mà muốn tháo ra thì chỉ cần tách cái nắp lưng nó ra nha, chứ không có phải tách theo kiểu như nãy giờ là do cái keo nó lâu ngày lâu năm đó các bạn, nó bị bung á, do cục pin của mình á sạc nó bị nóng làm chảy keo á, thành ra nó bị chóc keo ngay chân cái góc cuối á. Viên pin này giờ mình sẽ kiếm đồ mình nạy từ từ lên nha các bạn. Nó chỉ có dán keo ở dưới mặt lưng một đít thôi. Đây các bạn ơi, viên pin 5000 của nó nè. Đây thì nó có dán keo một ít lớp keo ở dưới này nè. Giờ để mình lau khô nha, máy xịt cái đồ bị bẫy vô, lau khô nè. Còn đây là viên pin 5000 của nó nè các bạn. Viên pin này bị phù rồi, chắc có lẽ nó bị hư rồi. Bên trong này mình thấy nó mềm mềm kỳ khó đó. Này các bạn chỉ cần tháo cái điểm tiếp xúc này các bạn, cái socket pin này ra là mình có thể thử ra nha. Cái máy Vsmart này cũng tương đối dễ tháo cái viên pin ra. Bây giờ mình chỉ cần mình đi cái này các bạn có thể là những cái tiệm điện thoại ở gần nhà đó thì mình hỏi mua nha. Còn không thì mình đặt trên mạng. Viên pin này tầm khoảng có nơi bán 100 mấy, có nơi bán 200 mấy đó các bạn, tùy cái chất lượng của viên pin nha, với chính hãng hay là không á. Rồi giờ mình sẽ để đây và chờ mua viên pin, rồi mình sẽ về mình thay vô. Đây các bạn, mình vừa mới mua được cái viên pin của máy Joy 3 này các bạn. Đây là viên pin, mình không biết là pin pin linh kiện hay là pin gin của hãng hay là của Vsmart nữa. Thì viên pin này mình mua là 130.000 nha. Này mình ra tiệm mình mua chứ không có đặt trên mạng nha các bạn. Đặt trên mạng thì cộng cái phí vận chuyển thì nó cao hơn. Mình thấy cái viên pin mình mới mua thấy nó cũng cứng cáp dữ lắm các bạn. Còn cái viên pin bên tay trái mình, viên pin vàng vàng này sao mà nó nhìn nó lỏng lẻo quá trời. Cái bọc ni lông ở bên ngoài nó giống như là, nhìn nó không có giống cái viên pin các bạn ơi, giống như là đựng ở trong cái bọc ni lông vậy. Viên pin ta là phải cứng cáp. Nào giờ mình xài qua cũng nhiều loại viên pin rồi nhưng mà thấy viên pin của máy này là tệ nhất luôn. Phù rồi, nó phù, nó nhìn thấy gớm quá. Bây giờ mình sẽ bỏ nó qua bên ha. Giờ mình sẽ tập trung cái viên pin này, lấy ở đây mình thấy nó có dán cái miếng keo gì các bạn. Này chắc mình tháo nó ra. Này mình tháo nó ra các bạn. Ở đây nó có ghi là 4950mAh các bạn, 3.85V. Giờ trước tiên thì mình sẽ lấy một cái miếng keo hai mặt nha các bạn, mình dán lại trong cái sườn máy nha, cho viên pin nó dính vô. Cái keo cũ của nó thì để lâu rồi nó khô rồi.
Rồi các bạn, như là mình đã gắn xong hết cái máy móc của nó lại nha. Rồi giờ mình sẽ đẩy cái nắp lưng lại thôi. Rồi các bạn ơi, như là mình vừa lắp xong cái nắp lưng rồi nha. Giờ thì máy mình nó đã hoạt động ổn định rồi. Giờ mình chỉ việc mình ghim sạc cho thôi nha. Pin thì nãy 21-22% vậy đó, giờ nó giờ khởi động nó giật còn 20. Giờ mình sẽ ghim sạc nha. Rồi clip thay pin của Vsmart Show 3 của mình đến đây cũng xin được tạm dừng nha. Các bạn xem clip thấy không ít thì cho mình xin một cái like và một cái đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt các bạn.